Có phải bạn đang tìm nơi thiết kế logo nhận diện thương hiệu đẳng cấp thật sự? Bạn muốn thương hiệu của mình phải chuyên nghiệp, đẹp mắt, sang trọng và dành riêng cho bạn. Mebo có những thứ bạn cần và thứ mà đối thủ của bạn khao khát. Chúng tôi khác biệt. Với ekip sáng tạo phân tích kỹ lưỡng giá trị thương hiệu của bạn, Mebo tự tin bạn sẽ hài lòng. Gọi cho Mebo ngay 0909 242 986, tư vấn thương hiệu miễn phí. Đã kinh doanh là phải nhanh và chính xác. Việc Trung Quốc phát hành tiền điện tử có ý nghĩa như thế nào? Những hình ảnh được cho là tiền điện tử của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc đã được tờ SCMP đăng tải. Nguồn tin thân cận của tờ báo này cũng xác nhận hệ thống ngân hàng Trung Quốc đang thử nghiệm đồng tiền này trong nhiều tháng qua. Bức ảnh cho thấy ứng dụng tiền điện tử của Trung Quốc có một số chức năng cơ bản tương tự các nền tảng thanh toán trực tuyến khác như Alipay của Alibaba hay WeChat Pay của Tencent, cho phép người dùng thanh toán, nhận cũng như chuyển tiền. Chức năng Touch and Touch cho phép hai người dùng chạm điện thoại của họ vào nhau để thực hiện giao dịch chuyển tiền. Nếu như đây là sự thật thì Trung Quốc sẽ là cường quốc đầu tiên trên thế giới có ngân hàng trung ương chính thức phát hành tiền điện tử nhằm kiểm soát nền kinh tế cũng như thị trường tiền ảo đang diễn biến phức tạp. Bên cạnh đó, nỗi lo lây lan dịch bệnh COVID-19 qua tiền mặt và các lệnh cách ly cũng thúc đẩy Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc xem xét phát triển hệ thống thanh toán trực tuyến bao gồm tiền điện tử. Việc phát hành tiền điện tử sẽ khiến cho Trung Quốc hạn chế các loại tiền số khác. Ngoài ra, trái với những dạng tiền ảo như Bitcoin, tiền điện tử của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nếu như được phát hành sẽ ổn định hơn do neo vào đồng nhân dân tệ. Dẫu vậy thì nhiều chuyên gia vẫn đặt ra nghi vấn về ảnh hưởng của tiền điện tử với các ngân hàng thương mại, các công ty có dịch vụ thanh toán trực tuyến như Ant Financial của Alibaba hay Tencent Holdings. Kế hoạch phát hành tiền. Hiện nay chưa có một thông tin cụ thể nào về phát hành tiền số, nhưng theo hãng tin Bloomberg cùng với các tuyên bố của những quan chức của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc, cá nhân và doanh nghiệp có thể tải một ví điện tử về smartphone của họ, sau đó tùy ý sử dụng tiền điện tử tương ứng số tiền có trong ngân hàng thương mại. Họ có thể sử dụng tiền điện tử này với bất kỳ ai có ví điện tử. Môi trường thanh toán trực tuyến. Trung Quốc đang là một trong quốc gia đi tiên phong về thanh toán trực tuyến hay là một xã hội không dùng tiền mặt. Thậm chí, những quán ăn nhỏ ven đường tại các thị trấn ở miền quê cũng ưa thích sử dụng ứng dụng thanh toán trực tuyến hơn là tiền mặt. Trong quý 1 năm 2019, các ứng dụng thanh toán trực tuyến của Trung Quốc đã giao dịch 59.000 tỷ nhân dân tệ, tương đương là 8,3 nghìn tỷ đô la Mỹ, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước. Khoảng 50% trong số đó thuộc về Ant Financial của Alibaba và 1/3 thuộc về WeChat của Tencent. Tại sao Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc làm như vậy? Đầu tiên, Trung Quốc muốn thúc đẩy một xã hội không tiền mặt để có thể dễ dàng tra soát hoạt động rửa tiền cũng như các hành vi phạm pháp khác. Tiếp đó, động thái phát hành tiền điện tử sớm có thể giúp cho Trung Quốc đối phó với khả năng bị áp đặt các tiêu chuẩn được thiết kế bởi bên khác nếu không sử dụng những đồng tiền ảo như Bitcoin. Đồng tiền này có phải là tiền ảo hay không? Theo Bloomberg, tiền điện tử do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phát hành không phải là tiền ảo. Thông thường, những loại tiền ảo như Bitcoin không có sự kiểm soát của bất kỳ chính phủ hay tổ chức nào. Hệ thống blockchain sẽ xác nhận và tính toán các giao dịch. Hệ thống giao dịch tiền ảo thậm chí còn chẳng cần những bên trung gian khác như ngân hàng trung ương để xác nhận. Bởi vậy, tiền ảo thường có biến động lớn về giá trị và chẳng mấy thích hợp trong các giao dịch hàng ngày. Mà thay vào đó, chúng được các băng đảng ưa thích sử dụng như là một hoạt động rửa tiền hoặc là đầu cơ. Hiện tại, Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vẫn chưa xem xét, xác định đồng tiền điện tử mới có sử dụng blockchain để xử lý giao dịch hay không. Tại sao không dùng tiền ảo hiện có? Trung Quốc đã cấm tiền ảo cũng như việc gọi vốn bằng tiền ảo từ năm 2017 nhằm giữ ổn định cho hệ thống tài chính và đối phó với nạn tín dụng đen. Mặc dù tiền ảo vẫn được lén lút giao dịch ở Trung Quốc nhưng mà chúng bị kiểm soát chặt chẽ hơn. Thêm vào nữa là tiền ảo hiện có trên thị trường Trung Quốc có thể dễ dàng được chuyển ra nước ngoài mà không được kiểm soát, từ đó tạo nên sự mất ổn định và phá giá đồng nhân dân tệ. Về blockchain, Trung Quốc vẫn đang cân nhắc việc có nên sử dụng blockchain để quản lý giao dịch tiền điện tử hay không, bởi nhiều chuyên gia lo lắng công nghệ này không đủ an toàn để xử lý khối lượng giao dịch trực tuyến vô cùng lớn tại đây. Vào ngày lễ hội độc thân năm 2018, giao dịch trực tuyến tại Trung Quốc đạt đỉnh 92.771 hóa đơn thanh toán online mỗi giây, cao hơn rất nhiều so với khả năng xử lý của hệ thống blockchain của Bitcoin. Về tính bảo mật thì sao? Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho biết họ sẽ cân bằng giữa việc bảo vệ danh tính người dùng với nỗ lực đối phó các tội phạm về tài chính trong tiền điện tử. Hiện nay, mọi người vẫn chưa rõ điều này có ý nghĩa gì, nhưng Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc nói rằng họ sẽ không tiết lộ hoàn toàn thông tin người sử dụng tiền điện tử với các ngân hàng. Nhưng dẫu vậy, thì danh tính cá nhân sẽ bị gắn chặt với ví điện tử, qua đó sẽ giúp cho các cơ quan chức năng tra soát khi cần thiết. Người dân có sử dụng không? Rất khó để có thể nói trước được rằng liệu như người Trung Quốc có sử dụng đồng tiền điện tử do Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phát hành hay không. Theo lý thuyết,
ví điện tử để sử dụng đồng tiền điện tử của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cũng chẳng khác gì các ví điện tử của Alipay hay WeChat cả. Trong khi đó, các ví điện tử hiện có của các công ty tư nhân này còn bao gồm nhiều ứng dụng thú vị như mạng xã hội, thương mại điện tử, gọi xe taxi, đầu tư và vay tiền. Các ngân hàng sẽ ảnh hưởng như thế nào? Tiền điện tử chủ yếu sẽ chỉ ảnh hưởng đến thủ tục làm sổ sách của ngân hàng mà không tác động nhiều đến hoạt động kinh doanh. Tiền điện tử sẽ không được tính vào trong rổ tiền tiết kiệm tại ngân hàng bởi chúng thực chất là tiền đang được lưu thông chứ không phải là tiền mà ngân hàng có thể sử dụng để cho vay. Các ngân hàng thương mại thì cũng phải đặt cọc 100% lượng tiền dự trữ bắt buộc tại ngân hàng trung ương để sử dụng tiền điện tử của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc. Ngoài ra, việc phát hành tiền điện tử sẽ khiến cho Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc phải tăng cường công tác xử lý dữ liệu cũng như trả lời các thắc mắc do người dân mới sử dụng. Còn ảnh hưởng kinh tế của việc này ra sao? Theo Bloomberg, ảnh hưởng của tiền điện tử đến nền kinh tế sẽ không diễn ra ngay lập tức. Mục đích chính của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc là thay thế tiền mặt bằng tiền điện tử, nên là chúng sẽ không ảnh hưởng đến lượng cung tiền cũng như các chính sách tiền tệ khác. Báo cáo của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc vào năm 2018 cho thấy nếu như tiền điện tử được chấp nhận rộng rãi nhưng vì lý do khủng hoảng, người dân tiết kiệm tiền mặt nhiều hơn mà không gửi ngân hàng thì tình hình vẫn có thể kiểm soát được. Thậm chí, chính quyền Bắc Kinh có thể sử dụng tiền điện tử như một kênh phi truyền thống để điều tiết thị trường. Ví dụ nhé, chính phủ Trung Quốc có thể yêu cầu các ngân hàng xác định thông tin chi tiết về lãi suất, mục đích, đối tượng cho các khoản tín dụng bằng tiền điện tử, qua đó kiểm soát và điều tiết tốt hơn các chính sách. Và bên cạnh đó, một số chuyên gia còn cho rằng việc phát hành tiền điện tử sẽ giúp cho Trung Quốc có thêm các lựa chọn về chính sách tiền tệ. Ví dụ, họ có thể áp dụng lãi suất âm dễ dàng hơn khi người dân không gửi tiền trong ngân hàng theo cách truyền thống. AB, toquoc.vn, Độc Đáo TV tổng hợp và đưa tin. Lắng nghe những câu chuyện kinh doanh, những bài học xây dựng thương hiệu, trau dồi kiến thức khởi nghiệp để tôi luyện bản thân mỗi ngày. Độc Đáo TV, kênh thông tin kinh tế tài chính, kinh doanh khởi nghiệp. Đăng ký ngay.